Ủa, nó đi lâu rồi. Liều quá, thầy liều quá. Nó bị béo ấy. Chắc chắn là bị xe. Ủa, đông nó lên này. Không để ý nữa, để ý nữa. Không phải lộn cái xe. Ủa, ôi. Này nhưng mà cũng dạo quá không? Tại vì cái này nó còn kiểm rơi chứ không nào ấy. Chết luôn đấy này. Mình cũng nó dọn xuống kiểu gì nó ăn xong chả. Nó lại để đây nó đi lên chả. Nó để đấy lên chiều biển nó cạn thì nó đi xuống. Nó thuộc xuống rồi. Ôi nó lại đi đâu ấy. Ôi sợ thế. Thằng này có vấn đề. Ôi